bề dày truyền thống văn hóa lịch sử, nơi sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, các nhà văn hóa lớn của đất nước, trong đó có đại danh y Lê Hữu Trác, một thiên tài kiệt xuất, niềm tự hào của nền y học cổ truyền Việt Nam. Những năm qua, tự hào là quê hương của đại danh y Lê Hữu Trác, Hội Đông y tỉnh Hưng Yên đã không ngừng học hỏi, phát huy những tinh hoa y học cổ truyền, nỗ lực trong công tác hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị bằng y học cổ truyền, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cuộc đời lương y trong sáng, tình yêu thương, màu ám chính nguyên tâm hồn dòng bờ, trao cả tình thương, xóa tan những nỗi đau. Tháng 12 năm 1958, Tổ chức Hội Đông y Hưng Yên chính thức được thành lập, lấy tên là Phân hội Đông y Hưng Yên, sau là Hội Đông y tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, Hội Đông y tỉnh Hưng Yên đã xây dựng được tổ chức hội đủ 3 cấp, gồm 10 hội đông y cấp huyện, thị xã, thành phố, 6 chi hội trực thuộc tỉnh hội và 59 hội đông y cấp xã. Số hội viên ngày một gia tăng cả về số lượng và chất lượng, nhiều hội viên gia đình có truyền thống làm nghề thuốc đông y. Năm 2015, hội có 768 hội viên, đến năm 2020, số hội viên là 850 hội viên. Chúng tôi luôn luôn quan tâm đến cái việc xây dựng đội ngũ cán bộ hội viên giỏi về y thuật, sáng về y đức, vận động con em của cán bộ hội viên và những người yêu thích đông y đào tạo bồi dưỡng về y học cổ truyền để cho những người này có kiến thức sâu về y học cổ truyền, đồng thời chúng tôi bồi dưỡng về y đức cho cán bộ hội viên. Trong hoạt động chuyên môn, Hội Đông y tỉnh Hưng Yên đã lấy nội dung 9 điều y huấn cách ngôn và 8 tội cần tránh của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, 12 điều y đức của Bộ Y tế, nội dung thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị Cán bộ Y tế Toàn quốc năm 1955 làm đạo đức hành nghề, coi trọng, kế thừa, bảo tồn và phát triển tinh hoa y học cổ truyền, đặc biệt là vốn quý y học cổ truyền của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông từ lý luận đến kinh nghiệm thực tế trong phòng bệnh, chữa bệnh, bảo chế thuốc. Những năm qua, Hội đã phát triển nhiều dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bằng đông y của bà con nhân dân. Tỉnh hội hiện có 285 phòng chẩn trị và phòng mạch. Trung bình mỗi năm, chữa trị cho gần 700.000 lượt bệnh nhân bằng hai hình thức là thuốc thang và châm cứu xoa bóp, sử dụng trên 2.000 tấn dược liệu để điều trị bệnh. Các mặt bệnh được hội điều trị hiệu quả bằng đông y, đó là phục hồi hỗ trợ điều trị sau tai biến mạch máu não, liệt nửa người, phong trần huyết nhiệt, chứng tí, huyễn vựng, bệnh phụ khoa, ngoại khoa, lão khoa, tâm căn suy nhược, tỷ vị hư kém, cảm mạo. Nhiều lương y có uy tín sử dụng nhiều môn chữa trị độc đáo của gia đình như môn thuốc nắn bó chật khớp của lương y Đỗ Văn Cẩn, Chủ tịch Hội Đông y huyện Văn Giang, là cháu nội của cụ Lang Hanh nổi tiếng một thời. Môn thuốc chữa hậu bối u hạch của lương y Nguyễn Trần Chuyển, Chủ tịch Hội Đông y huyện Yên Mỹ, lương y Ôn Đức Thành ở thành phố Hưng Yên, người biên soạn cuốn sách 1.000 cây dược liệu chữa bệnh, lương y Nguyễn Hữu Hiệp ở huyện Văn Lâm với môn thuốc chữa viêm tai giữa. Tôi bắt đầu là hội viên thì tôi đã được ông cha truyền lại là mình làm cái nghề y này phải giữ cái đạo đức chữ tín làm hàng đầu, làm nghề y đừng nói chuyện là bạn làm giàu, phải thương người bệnh như là chính bản thân mình. Thế còn cái di huấn của cụ Hải Thượng Lãn Ông lúc nào chúng tôi phải học thuộc. Đến bây giờ em vẫn gọi cả gia đình, cả bố mẹ đẻ hai bên ông bà rất gọi là biết ơn cụ. Em chỉ ra khám lại một lần, bác sĩ người ta ngạc nhiên bảo ôi sao cái u như vậy, em không chọc, em chưa biết là u dữ hay u lành mà sao nó đã tiêu hết. Bảo thôi bác sĩ ơi em về em theo thuốc lam. Tôi đến phòng khám của lương y Triển là tôi chữa về bệnh di căn hạch do u hoang tố di căn lên. Thì đến hiện tại tôi chữa của ông là được 18 tháng. Hiện tại thì sức khỏe ổn định, có thể làm việc bình thường. Về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ việc khám chữa bệnh cho bà con nhân dân cũng được các hội viên đầu tư mới thường xuyên. Các phòng chẩn trị hội đều có sổ sách ghi chép, chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc rõ ràng, bào chế sao tẩm, kỹ thuật bảo quản tốt, thuốc sạch đẹp thơm ngon. Có thể kể đến là lương y Nguyễn Đức Long, Hội Đông y huyện Khoái Châu, lương y Lê Đức Vọng ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động. Cái thứ nhất là có máy kéo cổ, giãn đốt sống cổ và nâng. Cái thứ hai là có các máy sắc thuốc đầy đủ để phục vụ nhân dân. Cái thứ ba là có 7 bộ máy châm cứu và có 4 giường bệnh để như vậy tiếp đón bệnh nhân hàng ngày. Đã có từ 10 đến 15 bệnh nhân. Đại danh y Lê Hữu Trác đã nói, nam dược trị nam nhân, tức dùng chính những cây dược liệu của Việt Nam để trị bệnh cho người Việt là tốt nhất. Vì đây là những cây thuốc thích nghi với điều kiện sống và khí hậu của Việt Nam. Chính vì vậy,
Hội Đông y tỉnh Hưng Yên đã chú trọng tìm cách phát triển cây dược liệu truyền thống tại những địa phương có thế mạnh như Khoái Châu, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ và Tiên Lữ. Nhiều lương y đã trồng vườn thuốc nam ngay tại nhà và những khu đất trống quanh khu vực sinh sống để bà con có thể dùng thuốc. Đây là cây vọng cách, lương y Nguyễn Hữu Hiệp ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, trồng ở khu đất trống trong làng rồi phổ biến cho nhân dân cách sử dụng các bộ phận của cây để chữa bệnh, nhất là với phụ nữ sau sinh ít sữa. Muốn cho mọi người khi cần thì có cái mà dùng. Một là cái bệnh thiếu sữa của chị em phụ nữ. Hai nữa, cho chức năng gan được tốt thì cứ dùng cái lá non của cái cây vọng cách nấu canh ăn hoặc là xay ra vắt ta lấy nước uống mỗi một ngày một cốc. Bà con ở xung quanh đây thấy cũng nhiều người hay sang ông để lấy thuốc. Bây giờ đa số thích dùng thuốc nam hơn. Nhiều hội đông y cơ sở vẫn giữ được truyền thống tự trồng, thu hoạch, bào chế dược liệu, tiêu biểu như xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Các vị thuốc được trồng chủ yếu là bạch chỉ, ngưu tất, hoài sơn. Dùng cây thuốc nam để chữa bệnh thấy nó hiệu quả nên là chúng tôi phát huy, không những bản thân mà bạn bè ai có cái thầy dược quý thì chúng tôi giữ thịt vào đây và chúng tôi ứng dụng luôn để chữa cho nhân dân. Đặc biệt trong những năm gần đây, một số hội viên đã xây dựng cơ sở kinh doanh dược liệu đạt chuẩn, thực hành sản xuất tốt hay còn gọi là chuẩn GMP, như cơ sở kinh doanh của lương y Nguyễn Thị Kim ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. 100% các mẫu dược liệu của cơ sở này đều qua kiểm định, đánh giá chất lượng, dược tính của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên và Bộ Y tế. Mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng chục ngàn tấn dược liệu. Để nhìn cảm quan thì không đánh giá được chất lượng về cây dược liệu. Cho nên tất cả các loại cây dược liệu mà khi bà con trồng, chế biến, thu hái về rửa sạch và sấy khô mang đến xưởng nhà tôi đây thì tôi hầu như phải mang đi đến các cơ quan để kiểm nghiệm chất lượng thì lúc đó chúng tôi mới đưa ra thị trường. Bên cạnh việc trồng và phát triển cây dược liệu của địa phương, Hội Đông y tỉnh Hưng Yên còn đảm bảo việc cung cấp 60 cây dược liệu cho vườn thuốc nam các trạm y tế. Vườn thuốc nam này của trạm y tế xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ vừa trồng cách đây ít tháng dưới sự hỗ trợ của Hội Đông y huyện Yên Mỹ. Đây là trạm y tế thứ 3 được huyện Hội Đông y huyện Yên Mỹ hỗ trợ trồng vườn thuốc nam. Theo cái chủ trương của bên ngành y tế kết hợp với bên Đông y của huyện và cũng Đông y của xã, chúng tôi xây dựng cái vườn thuốc nam mẫu để làm sao coi như là hướng dẫn cho người dân sử dụng giữa Đông Tây thì biết cách sử dụng cái thuốc nam ở địa phương mình sẵn có. Cùng với trồng cây dược liệu, Hội Đông y tỉnh Hưng Yên cũng tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Một số hội viên đã bào chế nhiều môn thuốc hay sang dạng viên, giúp người bệnh dễ dàng sử dụng thuốc khi không có điều kiện sắc uống. Tiêu biểu như lương y Nguyễn Văn Đỏ ở huyện Khoái Châu, lương y Nguyễn Anh Dũng ở huyện Văn Giang. Tôi sẽ phải tìm những phương pháp nào ra dạng viên mà vẫn giữ được hoạt chất tốt. Rất nhiều lần thất bại nhưng cuối cùng tôi cũng tìm ra được phương pháp là cách bào chế đặc biệt và những cái sử dụng thành phần gia giảm làm sao là ở dạng viên họ vẫn dùng tốt. Lương y phải như từ mẫu. Câu nói không chỉ nhắc nhớ những người làm nghề y về tinh thần phục vụ người bệnh mà còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, làm nhiều việc thiện. Những năm qua, Hội Đông y tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, người có công với cách mạng và nhiều chuyến thiện nguyện tới các vùng kinh tế khó khăn. Đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều hội viên của Hội Đông y tỉnh Hưng Yên đã xung phong tham gia lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Tôi cũng muốn đóng góp một ít chút sức mình để phòng chống dịch. Mỗi ca là làm 8 tiếng, làm trong 5 ngày xong lại đổi ca. Hội Đông y tỉnh Hưng Yên cũng đã phát động nhiều phong trào thiện nguyện, tặng gạo, thuốc, vật tư phòng chống dịch trị giá trên 1 tỷ đồng. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta làm sao phải vì cộng đồng, mỗi người vì mọi người vì mỗi người. Thì từ ngày xưa chúng ta vẫn có cái truyền thống là lá lành đùm lá rách. Chúng tôi đang có thư kêu gọi của Trung ương Hội Đông y Việt Nam cũng sẽ ủng hộ và những đồng chí nào ở trong Hội Đông y của các tỉnh cũng sẵn sàng lên trên đường để đi làm nhiệm vụ chống dịch với Trung ương hội. Về cái công tác từ thiện thì hàng năm là chúng tôi hội đã chủ động phát động và tuyên truyền cho cán bộ viên tự nguyện tham gia đóng góp các quỹ từ thiện như quỹ chất độc da cam, quỹ vì người nghèo và đặc biệt là cái công tác khám chữa bệnh từ thiện cho nhân dân là đối với những cái gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, những người nghèo, những người cô đơn không nơi nương tựa thì trị giá hàng năm là khoảng hơn 1 tỷ đồng. Ghi nhận những nỗ lực của Hội Đông y tỉnh Hưng Yên trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân bằng Đông y,
năm 2020 tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9, Hội Đông y tỉnh Hưng Yên vinh dự được tặng huân chương lao động hạng nhì và cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Trong thời gian qua thì Hội Đông y các cấp đã hoạt động rất là hiệu quả, góp phần cùng với ngành y tế chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong năm vừa rồi, chúng tôi đã cấp được hàng trăm giấy phép hoạt động cho các phòng khám chẩn trị học cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Suốt chặng đường 63 năm qua, Hội Đông y tỉnh Hưng Yên luôn học hỏi và phát huy những giá trị về y thuật và nhân thuật của đại danh y Lê Hữu Trác trong những hoạt động của hội, đặc biệt là khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, không phụ sự tin cậy của người bệnh, xứng danh là quê hương của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.